siêu bự luôn. Giống như là đi hoài không hết vậy á. Giáo viên thì có thể truyền những cái đam mê và động lực cho tụi mình. Còn tụi mình thì nhận những cái đam mê đó và làm những cái điều mà tụi mình thích. Cái nhất của trường Tân Tạo đó là mô hình giáo dục khai phóng, giúp cho sinh viên có thể tự tin sáng tạo. Sinh viên đại học Tân Tạo rất là năng động, tự tin theo đuổi ước muốn của mình. Một cái điểm đặc biệt nhất của Đại học Tân Tạo có lẽ là cái phương pháp dạy học. Chúng mình được tham khảo rất nhiều tài liệu nước ngoài để cái kiến thức có thể được phổ cập tốt nhất. Sinh viên chúng mình sẽ được học hành với tất cả các trang thiết bị đặc biệt nhất ở trên thế giới. Với triết lý giáo dục dựa trên mô hình giáo dục đại học của Mỹ, Đại học Tân Tạo khuyến khích suy nghĩ độc lập, tôn trọng sự đa dạng và ngôn ngữ. Trường sẽ đào tạo nên những con người có tính sáng tạo, tư duy logic và có khả năng lãnh đạo. Tân Tạo University được xem là trái tim của thành phố tri thức ICT Tân Đức. Tri thức Tân Đức với trái tim là Đại học Tân Tạo, được xây dựng bởi các tập đoàn thiết kế hàng đầu trên thế giới. Đại học Tân Tạo được xem là trung tâm dữ liệu kết nối với các trường đại học danh tiếng hàng đầu trên thế giới. Đại học Tân Tạo áp dụng chương trình của Đại học Đức và Đại học Rice. Đây là hai trường nằm trong top 20 trường đại học hàng đầu nước Mỹ. Dựa trên thống kê số lượng sinh viên tốt nghiệp đang làm việc cho các tập đoàn công nghệ lớn hiện nay thông qua mạng xã hội LinkedIn. Đại học Tân Tạo giảng dạy theo mô hình giáo dục khai phóng. Tất cả sinh viên Đại học Tân Tạo được yêu cầu tham gia các khóa học. Nghệ thuật khai phóng chiếm 25% các chương trình học tập. Điều này giúp sinh viên Tân Tạo có thể nhanh chóng thích nghi với thực tế xã hội. Với đội ngũ giảng viên 100% là tiến sĩ, đến từ nhiều quốc gia, được đào tạo và có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu khoa học từ các trường đại học danh tiếng trên thế giới như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Pháp, Đức, Canada và Hàn Quốc. Mình đã từng học ở Đại học Y tại Hungary 4 năm và bây giờ mình quyết định trở về Việt Nam và tiếp tục theo đuổi ngành Y ở Đại học Tân Tạo. Theo mình thì Đại học Y Tân Tạo có rất nhiều những cái tiến bộ khá là lớn vì cơ sở vật chất ở đây tiến bộ hơn rất là nhiều. Cái thứ hai là giảng viên ở Đại học Tân Tạo đều nói được tiếng Anh và giảng dạy bằng tiếng Anh. Trong những năm qua, Đại học Tân Tạo đã mở rộng quan hệ hợp tác với 300 doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm mở ra cơ hội mới cho sinh viên. Đại học Tân Tạo được biết đến là ngôi trường có tỷ lệ sinh viên có việc làm cao ở Việt Nam. Sinh viên tốt nghiệp việc làm lên tới 100%. Với mô hình đại học là một xã hội thu nhỏ, trong trường có tất cả mọi thứ. Đại học Tân Tạo đầu tư xây dựng sân chơi thể thao như sân bóng đá, bóng chuyền, tennis, hồ bơi để sinh viên có điều kiện tham gia các hoạt động rèn luyện thể chất. Với chủ trương khuyến khích nhân tài hàng năm, quỹ học bổng ITA đều xét và trao tặng học bổng cho những sinh viên tài năng. Đây là những thế mạnh giúp trường chiếm được ưu thế đối với sinh viên.